Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Butcher Room, let's go. Okay, let's go. Được 1 2 3 bộ xe gì ta? One. Lượt. Oh my god. Ba tờ, còn lại bị ba tờ. Let's go. Lượt. 1 2 3 4 5. Không biết kịp hơn. Oh my gosh. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai, Scary Teacher 3D. Let's go. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Đầu tiên thì mình sẽ vào lên nhà kho, lấy một hộp sơn về và ta lên trên tàu. Hai món đồ. Ok, sau đó thì mình sẽ xuống tầng. Reveal will blow everyone's mind at the party tonight. just keep with life, don't I? Prepare to be amazed. What is this? Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Granny Chapter Two. Let's go. Đầu tiên thì các bạn sẽ chạy lên tầng 2. I see you. See you. Ok, sau đó các bạn sẽ lấy chìa khóa của ông ta. Let's go. Các bạn tiếp tục nhặt những món đồ, sau đó cho vào căn phòng này. Okay, let's go. Oh my god. Đưa lên hết rồi, sau đó thì sẽ lắp ghép dần dần. Thiếu một món đồ nữa. Ok, mình sẽ đi lấy món đồ còn lại. Oh my god, oh my god. Món đồ nó nằm đâu đó quanh đây. Oh my god, wow, bị bắt rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Rồi và tựa game này thì các bạn phải đi tìm tất cả là 20 túi tiền. 20 chiếc túi tiền, đó các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Cái game này thì con ma nó sẽ chỉ đi xung quanh hành lang thôi, cho nên các bạn cứ đi thoải mái. Khi vào trong một căn phòng nào đó thì bạn sẽ không phải sợ nó làm gì cả. Let's go. Nhìn nó ngay đằng sau mình. Đúng rồi, chuẩn luôn. Đây giờ này xem có gì không. Đang dưới tầng hầm. Ok, và đây là cửa thoát ra khỏi đây rồi, và mình sẽ chuyển sang tới game thứ 5, Horror Club. Let's go. Chapter 2. Tựa game này chapter 1 thì các bạn sẽ đi cứu người và tiêu diệt ông It Horror Club. Còn phần 2 tựa game này thì các bạn sẽ phá hủy nơi này của ông ta. Đây như là một căn cứ mà ông ta chuyên giam giữ người và tra tấn cho đến chết. Bitch. Đoạn sắt, một đoạn dây sắt, ok. Các bạn sẽ bẻ khóa và phá hủy nơi này. Ở đây thì sẽ có một cái cửa bằng đá. Vẫn chưa đúng. Các bạn mở đến khi nào đúng thì thôi. Ok. Let's go. Skip. Đi sâu bên trong. Một chiếc máy khoan. Ok. Rồi các bạn sẽ đào ở đây. Xem ở dưới này có cái gì không. Một quyển sách. Ok. Giờ book of shadow. Sau đó thì mình sẽ quay lại chỗ cũ kia. quả bom mình sẽ đặt đây và một quả mình sẽ đặt ở trên kia. Khi các bạn về đến nơi cuối cùng thì lúc đó thì ở nơi đây sẽ phá hủy và sẽ lột tung ra. Và các bạn đã phá hủy nơi này của ông Cloud. Không biết tựa game này có ra phần 3 không, nhưng mà phần 1, phần 2 thì đều khá là hay. Chạy nhanh thôi. Let's go. Tiếp tục đóng những cái cửa đây. Sau đó thì mình sẽ chui vào tầng hầm. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Roblox. Ở trong tựa game Roblox này thì các bạn có thể chơi những tựa game như Piggy hay là Teen Titans hay là Parkour, rất là nhiều thứ. Ok, mình sẽ vào Teen Titans. Let's go. Anh chàng ở đâu đó rất xa đang định tiêu diệt mình. Đây rồi. Chạy rồi. Tiếp tục. Ồ, suýt nữa mình thắng. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ một tựa game ma, Slendrina Asylum. Đây là một tựa game ma bóng ma trong bệnh viện. So let's go. Cánh cửa ở đây khóa rồi. Trong này thì không có gì. Tiếp tục đi vào bên trong. Một chiếc chìa khóa, một tờ giấy, ok. Không có gì đây. Tờ thứ 3. Tờ thứ 4. Đó, các bạn cứ đi xung quanh tất cả rìa ngoài, sau đó thì khi tìm hết ở rìa ngoài, sau đó các bạn sẽ tìm đến rìa trong, tìm làm sao để đủ tất cả 8 màu giấy và các bạn sẽ hoàn thành được đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. one day. What's your key? Hide and seek. Oh my god. Wow, mình có bắt luôn. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.